mình rồi đúng không? Cha, tỉnh lại đi! Chúng ta phải vẽ hoàng thượng sao? Tôi nghĩ vậy. Khó đấy. Có vẻ lâu đây. Dô mèo ư? Mình cần nguồn cảm hứng. Cô ngủ thật rồi sao? Giờ bắt tay vào việc được rồi. Nói tạm biệt đi mèo con. Mày sẽ đi với tao. Ê Ellie, sao cậu có nói vậy? Thật không công bằng. Mình cũng muốn có một bước, nhưng mình cũng có thể dùng trí thông minh mà. Ồ, mèo ngoan. Mình thích mèo thật hơn. Ồ, ngoạ. Mình lại làm được rồi. Mày là bạn thân nhất của tao. Và ta cũng sẽ vẽ mày nữa. Mày bự hơn tao nghĩ đấy. À, tao không vẽ được mày rồi. Có lẽ mày nên xoay qua một tí. Không được. Đúng là một may mắn bất ngờ. Mày biết đánh vần từ mèo à? Mét, ôm nó một lát nhé. Mày ở đâu ra vậy? Thôi kệ đi. Vẽ thôi nào. Đẹp hơn nhiều rồi. Đã đến lúc biến từ cat thành một thứ giống mèo hơn. Mình sẽ tô nó màu nâu. Không được quên cái tai đấy. Và có lẽ là vài cái sọc ngộ nghĩnh nữa. Gần dễ thương bằng mèo thật luôn chứ đùa. Cô thấy sao ạ? Có ai ở nhà không? Cô bảo lỡ chuyện gì rồi? À đúng rồi, con mèo. Dễ thương đấy Ellie. Cái đó nhìn quen đấy Matt. Và giờ cô biết lý do rồi. Xin lỗi cô ạ. À, tớ nghĩ là mình thắng vòng này rồi. Mẹ không ép con được đâu. Ngoan nào bé yêu, con phải rửa tay chứ. Con không muốn đâu. Con và vịt vàng sẽ chuồn khỏi đây. Quay lại mau. Ước gì vịt vàng biết bay. Tự cứu lấy mình đi vịt vàng. Áu, chân tôi. Lego vứt bừa bãi khắp nơi này. Suốt ngày dọn dọn dẹp dẹp. Khoan đã. Lấy bát và đổ xà phòng thạch vào. Nấu chảy xà phòng rồi nhỏ màu thực phẩm. Một giọt là đủ rồi. Khuấy xà phòng và màu nhuộm lên đấy. Nhớ trộn thật đều nhé cả nhà. Khi đã xong, đổ xà phòng vào một thanh Lego lớn. Cẩn thận không tràn ra ngoài đấy. Đổ đầy thanh Lego luôn nha. Làm tương tự với mảnh bên kia nữa. Rồi nó cứng lại. Lật thanh Lego và lấy xà phòng ra. Xà phòng sặc sỡ vui nhộn nè. Con yêu thấy sao? Xà phòng Lego cho con với. Đúng rồi, cứ từ từ chơi nha con. Wow, lại còn có nhiều màu nữa mẹ ơi. Con thử màu vàng xem nào. Vui quá mẹ ơi. À, mình tập sung ghê. Phải nạp thêm nước nữa. Gì đấy? Trà này vui xỉu luôn. Chơi vui quá kìa, nhưng súp lơ sẽ khiến con mình càng vui hơn. Này Chris, ăn súp lơ thay khoai chiên đi con yêu. Thật luôn à. Ngon lắm đó nha. Dạ thôi ạ, con chẳng ăn cái đó đâu. Rồi. Chơi tiếp thôi cả nhà ơi. Một miếng thôi, con sẽ thích mê đấy. Con có phải thỏ đâu mẹ. Vậy thì mẹ ăn. Tuyệt, điểm tối đa. Kia mẹ. Tròn và siêu ngon. Y như khoai chiên ạ. Phí của rồi. Thằng bé không thể từ chối cà rốt đâu. Ai cũng thích kia mà. Chờ cho đã, mình có ý hay hơn. Bất ngờ chưa? Dạ chưa. Mẹ gồng hơi quá rồi đó ạ. Con ăn khoai chiên cơ. Mẹ để con yên đi. Phải có cách nào để dụ chứ. Biết rồi, mình cần một thứ nữa thôi. Hộp đựng khoai chiên đá. Cà rốt chiên thì lành mạnh hơn nhiều.
giờ cháu hàng thôi. Con chén, con chén. Đấy, thằng nhóc chả biết gì. Nhánh cái này lạ thế nhỉ? Cứ kệ đi. Biết ngay sẽ hiệu quả mà. Giờ chén món khoai thôi. Đúng là ngon lành cành đào. Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất. Và đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật. Oh wow, cho em ạ. Hồi hộp quá đi. Em sẽ thích lắm đấy. Nó kinh quá. Lừa được rồi nhé. Em sợ xanh mặt luôn. Sao em lại làm thế? Này, quay lại đây. Tránh xa em ra đi. Anh mua cho em mà. Để em yên. Nó mềm lắm xem nè. Biến đi, em ghét nhiệt lắm. Đừng có lại đây. Quả bóng này là mình nảy ra một ý. Xem nè. Sao anh lại làm thế? Ngầu đúng không? Anh chơi thêm tay. Bóng bay của em. Anh làm hỏng sinh nhật của em rồi. Bố ơi. Mình lại gây rắc rối rồi. Chuồn thôi. Quá đáng chưa kìa. Con gái rượu có sao không? Chuyện gì thế? Nói bố nghe nào. Chris chọc bể hết bóng rồi ạ. Chờ chút đã. Bố biết cách giải quyết rồi. Chơi đi. Con muốn bóng bay của bố. Nhưng đó không ổn. Ok. Thế này thì sao? Con không thể. Khó chịu quá. Mình nghĩ ra cách rồi. Chắc sẽ hiệu quả đấy. Cắt một lỗ trên quả bóng. Rồi lồng một quả nữa vào bên trong. Giờ dùng phễu để rót kim tuyến vào quả bóng. Sao lấp lánh chứ này. Và giờ chỉ cần rót nước thôi. May mà mình có cái phễu này. Khi bóng đã đầy nước, hãy buộc một dải ribbon quanh miệng bóng. Và giờ bóp này. Bé con ơi, xem bố có gì này. Gì thế ạ? Vui quá đi, con thích lắm bố ơi. Cảm ơn bố. Có gì đâu bé con. Bố là siêu nhân mà lị. Mà Chris đâu rồi nhỉ? Mình cũng thích. Con ghét bị ốm lắm. Khổ thân trai cưng của mẹ. Nóng chảy cả tay luôn. Không ổn rồi. Mẹ phải giúp con yếu hạ sốt thôi. Y tá mẹ sẵn sàng vào việc. Gì đấy ạ? Mẹ đùa thôi. Cái này cơ. Đổi tí cho con vui thôi. Mình cần siro ho nè. Nhưng con không thích đâu. Ghê lắm ạ. Phải uống mới đỡ chứ con. Mở miệng nào. Không. Ý. Mẹ, con không uống mà. Tivi có gì kìa mẹ. Con muốn uống coca quá. Mình nghĩ ra cách cho thằng bé uống thuốc rồi. Bắt đầu với một lon coca rỗng. Cắt thân của cái lon này ra. Bỏ chai siro ho vào trong lon. Rồi đóng lại y chang như cũ. Sau đó luồn ống hút vào chai siro. Coca của con đây nè. Uống hết đi nha. Cảm ơn mẹ. Ngoan lắm. Vị hơi khác. Nhưng con thích ạ. Chán quá đi. Ước gì mình có đồ chơi mới. Buồn như con chuồn chuồn luôn ý. Mình phải ra tay xử lý thôi. Chào cô bé, con có ổn không? Dạ không ạ. Chúng ta chơi một chút nhá. Với băng keo ạ. Xem này, bố sẽ dán băng keo xuống sàn. Và một dải nữa ở đây. Không cần cái này nữa rồi. Con thấy sao nào? Hay ạ, mà chơi thế nào bố? Một đường đua đó. Và bố chuẩn bị thắng rồi. Bố mơ đi. Xe con mới là nhanh nhất. Sẵn sàng chưa? Sẽ đơn giản thôi. Triển luôn bố ơi. Và bắt đầu này. Dô, nhanh lên. Không ăn gian nhé bố. Bám sát quá nhở. Coi chừng. Đoàn tàu kìa. Con không dám nhìn luôn. Sẽ ổn cả thôi. Woo!
Con có nhìn thấy không? Wow, bà cháy bà cố luôn. Chơi lần nữa đi bố. Con thích trò này lắm. Bài báo này thú vị đấy. Ai thế không biết? Chào, biểu kiện sao? Cảm ơn. Oh, quà sinh nhật của Gina này. Cái hộp nhìn sang đấy. Mong là con bé thích. À, thế nào con bé cũng mê tít. Đó là một cái cốc xinh đẹp. Ai cũng phải ghen tị cho xem. Rồi con mình sẽ giữ nó tới già luôn. Mình lựa quá đúng là chất nghệ. Kiểm tra phát xem nào. Ôi không, bể mất rồi. Đúng là thảm họa mà. Phải làm sao đây? Bố xin lỗi Gina, bố không muốn con buồn đâu. Trời ơi, ngày sinh nhật hôm nay vui quá. Poppet cũng vui luôn. Ôi không, con bé kìa. Chắc con không để ý đâu. Trời ạ, căng thẳng quá. Làm ơn dính lại đi mà. Miếng cuối cùng này. Ok, nhìn ổn áp hơn rồi đấy. Sao tự nhiên thấy chán hòm. Mình cần thêm thời gian. Phải giấu ở dưới gối thôi. Con chào bố. Nghĩ nào, làm gì đi chứ. Gì cũng được. Oh wow, quà nè. Không biết là cái gì ta. Chà, bố nghĩ là con sẽ thích. Hồi hộp quá đi mất. Khoan đã, bố ơi. Con thích lắm ạ. Là xốp bong bóng. Còn chả chơi Poppet nữa đâu. Ôi, vui xỉu luôn ý. Con cảm ơn bố. Chúc mừng sinh nhật con gái. Tí mình sẽ vứt cái này sau. Ồ, ngày xưa bé con thích món này lắm. Đã đến lúc để những em bé khác chơi với chúng rồi. Thơm ngát, nhưng mình thấy hơi ngọt. Gãy mất rồi. Tôi đã làm gì cậu đâu. Việc gọt bút chì xin được phép bắt đầu. Cái này nhìn hay quá nè. Giống như lò xo nhỏ ấy ha. Mẹ ơi, nhìn nè. Cũng hay đó con. Khoan, mình còn quá trời bút chì mà. Chắc chắn sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Đủ màu sắc luôn này. Đủ màu xanh đỏ, tím vàng luôn nhá. Thôi, lấy bút chì vẽ tranh tiếp nào. Mẹ ơi, hết bút chì rồi à con yêu. Mà chờ chút. Giải pháp ở ngay trước mắt chúng ta nè. Mẹ sẽ bỏ dây đèn led vào trong hộp, đẹp nhờ. Giờ thì đặt màng bọc thực phẩm lên trên, rồi quấn chặt quanh các cạnh của hộp. Thấy mẹ làm thế nào chưa? Phép màu sắp bắt đầu này. Đổ đường lên khắp bề mặt này. Cứ tiếp tục cho đến khi được như thế này. Rồi tắt hết đèn trong phòng đi. Giờ con bé chỉ cần dùng tay để vẽ thôi. Con yêu ơi, lại đây. Dạ. Wow, nhìn hay dã man mẹ ơi. Con thích vẽ gì cũng được luôn. Vậy con sẽ vẽ con vật yêu thích của mình. Mẹ biết con sẽ thích mà. Nào bé yêu, cọ vẽ vào màu của con đây, vẽ vui nhá. Ôi không, con làm gì vậy? Con là họa sĩ bố ơi, nè. Mẹ sẽ nổi điên lên cho mà xem. Nhưng mà hãy lấy một tờ giấy trắng và đổ một chút sơn lên đó. Rồi thêm cả màu đỏ nhé. Hãy phết sơn thành những hình tròn nhỏ. Tiếp theo, cho tờ giấy vào trong túi ni lông. Con ơi, xem bố có gì này. Wow, bố ơi, con thích lắm. Úi, nhìn sơn chạy kìa, di chuyển khắp nơi luôn. Nhưng chẳng lo dây bẩn nữa.
Đi nào, công chúa nhỏ ơi. Mẹ phải đi làm để ngăn chặn kẻ xấu. Cất đồ chơi đi, mặc áo khoác nhanh nào. Con cảm ơn mẹ. Con gái mẹ lớn quá đi, và còn nặng nữa. Ăn ngoan trông lớn thật. Trò này vui quá xá mẹ ơi. Mẹ đến thoát vị vì con thôi. Ok, đeo ủng và đi nào. Cherry, quay lại đây. Nhìn con bé chạy kiểu dễ thương muốn xỉu luôn. Hay là còng tay nó lại. Không, thế thì bị bóc phốt mất. Nhưng mà... Đứng im. Tôi vô tội chị cảnh sát ơi. Tôi không làm gì sai cả. À thế à, ai bị bắt cũng nói thế đấy. Anh đã bị bắt. Mình nghĩ ra một cách này. Chỉ cần tranh in hình bàn tay này, cắt thành các hình tròn, rồi dán chúng lên tường là xong. Mẹ ơi, mẹ ơi, mình chơi trò này đi. Con có thể đặt tay lên tường không? Ờ, được ạ. Dễ ợt luôn mẹ ơi. Con đang đặt này. Đứng yên đó con yêu, con làm tốt lắm. Chuẩn, con thành công rồi, con thắng. Thật đã. Yeah. Ok, giờ đi thôi. Vẽ vui ơi là vui. Mình vẽ đẹp ghê. Phải cẩn thận, không chờm. Con yêu, đoán xem, đi tắm thôi. Không, con không muốn, con đang vẽ mà. Cái gì cơ? Đến giờ đi tắm rồi, không lằng nhằng. Không, bỏ con ra. Nhỏ xíu mà khỏe ghê cơ. Phải có cách để đưa con bé vào bồn tắm chứ nhở. Sáp màu chắc cũng được nè. Con yêu, xem mẹ có gì này. Sáp màu, cho con đi. Lại đây mà lấy này. Sáp màu. Ok, của con đây. Giờ con có thể vẽ hình đẹp rồi. Con thích tắm lắm. Nhìn này mẹ ơi. Không thích hình đó. Đẹp hơn rồi. Thôi ra nào con. Không, con không ra đâu. Con muốn ở đây cơ. Lại nữa à. Vẽ vui ơi là vui. Bì to, bì to. Này, thôi đi. Sao nào, anh lái xe hơi thôi mà. Râm râm. Hỏng mất rồi. Em mất bố đây. Tuyệt, thế nào cũng bị mắng. Này hai đứa, có chuyện gì vậy? À, cứ để ông bố ở giờ này xử lý cho. May mà mình có cái áo thun này. Đấy, đã ổn hơn chưa nào? Giờ hai đứa sẽ luôn bên nhau. Tại anh cả đấy. Lái xe cho mình. Chơi đi, vui lắm đó. Cũng hơi vui đấy nhỉ. Túi của em này, đi chơi vui nhá. Còn đây là nhiệm vụ của anh này. Nhìn cũng đơn giản thôi. Chưa gì đã nhớ em rồi. Bye. Ai mà ngờ, việc nhà lại nhiều thế cơ chứ. Nhưng mà nhà bếp sạch bong rồi. Tiếp theo nào. Bài tập của Gina, đơn giản như đan rổ. Mình có khiếu thật sự, mình nên làm họa sĩ mới phải. Còn thấy sao Gina? Wow, đỉnh quá ạ. Của con đây. Thế là làm thêm được một việc. Cảm ơn bố ạ. Có gì đâu mà bé yêu. Đi ngủ thôi. Nhưng con chưa buồn ngủ ạ. Cứng quá đi mất. Nhắm mắt nào. Đúng là con gái rượu của bố. Con chẳng ngủ được bố ơi. Ồ biết rồi. Để bố kể chuyện cho nhá. Dạ vâng ạ. Ok, nằm thoải mái chơi nào, bố kể nhé. Ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Gina. Cô bé thích quả bơ nên ngày nào cũng ăn. Wow! Một ngày nọ, một tên quái vật xấu xa đã đuổi theo quả bơ. Bố ơi, con sợ quá. Bố xin lỗi, là chuyện ngớ ngẩn thôi mà. Con đừng lo, hay là hát ru nhá. Nghe hay quá ạ. Ngủ đi bé con ơi, ngủ ngoan nào. Thích quá bố ơi. Và quẩy nào. Yeah. Bố cháy ghê. Woo. Yeah.
xem bố chơi solo này. Giờ ngủ hôm nay vui dã man. Bố là siêu sang nhạc rock. Quẩy hết mình đi. Woo! Yeah! Quẩy lên! Gì chứ? Không được, con về rửa ngay. Kìa bố! Xin lỗi, bố quẩy hơi sung tí. Con phải ngủ mà. Cách này không ổn rồi. Mẹ con sẽ biết cách nhở? Khoan đã, mình nghĩ ra rồi. Công chúa ngái ngủ ơi, mẹ đây nè. Mình thông minh phết. Bài báo này rất thú vị đấy. Mẹ ơi, chào con yêu. Công chúa nhỏ của mẹ sao rồi? Con có gì đấy? Con vẽ tranh đấy ạ, mẹ xem này. Ôi con yêu, đẹp quá, đúng là tuyệt tác mà. Mẹ phải đóng khung mới được, tranh này phải ở trong phòng triển lãm. Con gái cưng của tôi vẽ đấy, đúng là tài năng hiếm có, tôi rất tự hào về con bé. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả? Quá là đẹp tuyệt vời đấy con yêu. Mẹ sẽ treo tranh này lên tường nhá. Tuyệt vời ông mặt trời, thêm một tranh nữa vào bộ sưu tập. Cứ tiếp tục thể hiện trí sáng tạo của con nhá. Bravo. Mình thấy nhột nhột muốn hắt hơi. Không, hết rồi. Mình ghét bị ốm. Chắc là mình nên mua thùng rác, hoặc ai đó sẽ dọn chỗ này. Mẹ ơi, con vẽ tranh cho mẹ này. Mẹ đang chơi điện tử không thấy à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi trời ạ. Rồi, chơi một tí cũng không yên. Đây ạ. Có cây cối và chim. Đưa cho mẹ. Đỡ rồi đấy. Mẹ không có ý đó đâu. Không sao đâu, để mẹ lau. Đúng rồi, mẹ sẽ dùng bã kẹo để treo tranh lên. Nhưng nhà có băng dính mà. Ít ra mẹ còn chịu treo lên tường. Chết à. Hỏng bét rồi. Mẹ đã cố. Xin lỗi. Giường ấm áp của mình. Đúng vậy, ấm quá đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Trước khi con ngủ, mình đọc một câu chuyện nhé. Yeah, chuyện có công chúa ấy mẹ. Ngày xưa, có một anh hề hài hước. Sao mẹ lại dừng? Xin chào Betty, anh là hề Coco. Anh thích làm trò ngớ ngẩn. Yeah, đây là chuyện hay nhất đấy ạ. Một ngày nọ, anh gặp một bà mụ có phép thần. Wow, bà tiên đẹp quá. Con thấy buồn ngủ. Hổ, nhìn công chúa kìa, công chúa nhỏ của mẹ. Ngủ ngon nhé bé con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ ơi, đến giờ kể chuyện đi ngủ rồi. Mẹ. Hả? Đây là đâu? Mẹ đọc chuyện cho con được không ạ? Sách á, nhạt nhẽo. Làm gì đó vui hơn đi. Mẹ kể chuyện ma nhó. Nhưng con sợ lắm. Có một mụ phù thủy thích ăn thịt trẻ con hay mẻ nheo. Một con bù nhìn độc ác từng sống ngày tại đây. Ban đêm con vẫn nghe thấy tiếng nó. Ta đói bụng. Lùi lại. Woo, chúc mừng sinh nhật tôi ơi. Chào hai mẹ. Hai mẹ thấy gì khác à? Ôi không, sao con chẳng nói gì hết thế? Kinh khủng quá. Hai mẹ đang đùa ạ? Không sao đâu, cứ để hai mẹ xử lý. Nướng bánh nhé, như vậy này. Ôi là trời, bánh thế này mới chết chứ. Nhìn đỉnh nhờ. Không. Sao không? Mẹ ơi, thế nào cũng được mà. Con chọn đi. Con thấy cả hai đều xinh, nhưng chỉ có một cách để giải quyết chuyện này thôi. Toang hận rồi. Chị đã sẵn sàng chưa? Dù sao thì mình cũng được xem pháo hoa. Cô thua đến nơi rồi. À thế à, giờ phải phân định ranh giới đã. Đây là bên của tôi, cổ nguyên bên kia đi. Phải trang trí một phát đã. Xịn chưa? Bên của cô nhìn như đá ma vậy. Đi một chút bỏng ngô cái đã. Xem đây,
cảm ơn mẹ ạ. Mới nướng luôn nhé. Trò này bánh cuốn ghê, không thể rời mắt ý. Làm bánh đúng là thư giãn. Nhìn thế mà ghê. Dùng cái này xem nào. Thôi đi. Xỉu luôn. Nước đi hay đó. Con ổn, con không sao. Cô làm hỏng bánh của tôi rồi. Đây, thử đi. Sao cô dám? Tôi ghét màu hồng. Thế là xong cả rồi. Wow, bá cháy thật sự. Con gái sẽ yêu món này lắm đấy. Kệ đi con, như thế này mới đáng yêu này. Con đùa thôi ạ, cả hai đều tuyệt mà. Ồ, tụi mẹ vui quá. Con cảm ơn hai mẹ. Wow, không. Xem con làm gì kìa. Không sao đâu nhỉ. Con xin lỗi ạ. Đi vẫn ngon y chang mà mẹ. Ngon ngon. Mẹ ăn này. Đã sáng rồi sao? Đồ đánh thức kiểu này thích thật đấy. Hoa hồng cho bông hoa nhỏ của mẹ, nhưng chẳng hoa hồng nào sánh nổi với con yêu. Các cha mẹ, dễ chịu quá ạ. Oh wow, bữa sáng trên giường, mình thật may mắn. Con xứng đáng mà con yêu. Con là cả thế giới của mẹ. Định nói anh em ơi, nhớ giữ lửa như vậy nhé. Trời đất, mình chỉ muốn ngủ thôi mà. Sáng nào cũng thế, mẹ rõ là ồn. Con trễ giờ học rồi. Mẹ ơi, nay thứ bảy mà. Nhanh lên, ta phải đi thôi. Xem gì đây ta. Ồ, trông hay phết. Wow, làm ca sĩ nổi tiếng thích thật. Mình có thể làm thế mà. Chắc mình sẽ sang chảnh lắm. Hai mẹ làm gì sau ghế vậy? Hát không con? Quẩy rock một tẹo nào. Dạ vâng. Con yêu à, cây sáo này vi diệu lắm. Ổn quá mẹ ơi. Nghe mẹ solo đây này. Sao có thể đưa con đến một chân trời mới đấy. Thôi đi mà. Tiết mục đỉnh cao sau đây dành cho các bạn là Claire và mẹ cô nàng. La la la, la la la, la la la. Wow, nốt đấy cao thật sự. Tuyệt quá con ơi. Họ thích chúng ta kìa mẹ. Khán giả đây xịn thật. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Đưa đây nào. Em rất tự hào ạ. Quý vị dễ thương quá. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Con mặc gì thế? Đi với mẹ nào. Như vậy mới chất như nước cắt chứ. Giờ cháy lên nào. Wow, nhiều người dã man. Đi nào. Mọi người đang đợi đấy. 1, 2, 3 và 2, 3. Cháy lên nào. Hét lên cho mẹ nghe đi. Chuẩn rock nào. Tuyệt vời. Nhảy vào khán giả này. Bà mẹ này xịn giờ ghê. Ai mà ngờ mình sẽ làm thế chứ. Là mơ thôi à. Chiquita chất chưa kìa. Cây sáo có thể chạm đến tâm hồn của con đó. Con chịu đủ rồi. Con không muốn hai mẹ cãi nhau đâu. Con đọc sách đây. Ái chà, đọc sách cũng được mà. Hai mẹ yêu con lắm Claire ạ. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.